lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Thế còn vãi lộn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Bố mình nhắc tròn vãi lộn. Tiếng này nghe xíu. Ra ngoài kia mà nghe. Điếc nhờ ở ngoài đây mới lên nhà thôi. Nghe có bắn rửa. Đó chỉ đang nằm bắn rửa. Nhà đội thường bắn rửa không? Đấy. Nhà đội thường đeo bắn rửa đúng không? Không nhé. Không chứ. Quán rửa luôn. Ô, gì đây nhà con đợi. Không đi chơi mà copy thì cả uống nhiều quá xong luôn thì người ta chửi chết. Là cái lần trước nó chửi không? Ủa chửi nè nó dội rồi thế thì uống nhiều quá nôn lên đấy nôn mà biết rồi mẹ cái luôn kia thì uống rượu nôn nữa luôn uống rượu phát nôn luôn. Uống rượu phải uống quen cơ, dạ. uống quen cơ. Uống bia nhanh nho, uống rượu dễ nôn. Uống rượu dễ nôn. Nó còn nồng nữa. Nồng quá. Bố tao uống. Đây bố mày uống quá. Đây. Bố mày uống nhiều quá thì mới nôn. Đây mày uống một hai chén nó nôn. Cháu là bố tao uống hai chén sẽ uống của phải không? Ừ, cam thì cũng tao bảo mè không à? Tao bảo mè không mà tao bảo bố mè không? Bổ hai chéo rồi. Sao quả ăn uống nhiều bia mà nữa sao nó càng rồi? Cho nó có cái gì đâu? Không mà lần đấy lần ăn nhà mè uống bia chai đâu. uống bia lon đúng không? Không ăn nhà mè là uống lon hay uống chai? Lon. À đâu, ôm cười đi. Ừ. Chai. Ôi chai. Hôm nay chúng gì mà. Nói sao được cái nụ đó. Mẹ uống bia. Ừ, chỉ lần nào. Quỳnh mèo bắt uống rượu. Địt mẹ thằng mạnh nô nó mời uống hết sạch. Rồi. Mạnh nô mời nó bắt uống hết sạch. Chả đi không. Nó đéo cho uống một nửa. Rồi. Nó đéo cho uống một nửa, uống bắt uống hết sạch. Uống được cũng đầy. Cũng đầy em không? Ừ. Mẹ thọ lại xòa lắm đi các mẹ chết mà thọ lắm lắm mẹ mày vô bánh đánh xâm nhà con trang đi ta đánh xâm nhà con trâu đi hiểu luôn con bố cái chuột thì mẹ nó cứ nói đi mẹ nó cứ nhẹ thì chân mẹ thế mà mày vẫn đấy vẫn chơi thân được mày nó tên được rồi đến tài nhưng mà bị dở luôn đi cho mẹ ta một ta đánh một ta đánh vẩn đi cái bài gì đó đen thì cái chuồn đi ơi để chuồn ấy chơi xong lúc đấy là nó không có nó chơi đâu là cái con ấy chơi con trang chơi xong mới chơi chán rồi hết tiền rồi sau này đến thằng mạnh nô chơi thì cả mạnh nô vào chơi gái như thế bố sẽ tiền có kẻ vậy là mình đây tôi mò xong nha các bạn nha rất hoang dại nó liếc cái mắt cả đỡ gì cái gì à, giờ làm cái kiểu lạc thì nhảy xứng đời được thì mà đâu rồi nhớ phải kiểu lạc vâng đâu mang đây tôi luôn. Có mèo
Vậy là mình đã đi tô màu xong, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Thank you.
Ngon á. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu còn thấy thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.